Cổ phần Thương mại Tổng hợp Việt An, tiền thân là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Tổng hợp Việt An, được cổ phần hóa từ tháng 8 năm 2009, là doanh nghiệp về nhập khẩu, phân phối dây chuyền lọc nước tinh khiết RO và máy chiết rót, sản xuất máy làm đá viên inox xuất khẩu, thương hiệu VA, US Apex, Vinaro. We'll be right back.